Rồi, hello mọi người nha. Rồi, Việt Đào TV đây. Rồi, rất vui được gặp lại mọi người ha. Thì giờ là mấy giờ ta? À, 1 giờ. 1 giờ trưa ha mọi người. Rồi, tiếp theo cái chuỗi bài MCSA ha mọi người. Thì hôm nay mình tiếp tục bài số 6 ha. Triển khai Active Directory Domain Service ha. Hay là cài đặt domain controller đó mọi người để quản lý tập trung ha. Thì cái mô hình này thì mình sử dụng hai máy ha. Một cái máy là SV1. IP là 211 ha, đóng vai trò là domain controller ha. Rồi máy PC2, IP là .2 ha. Đóng vai trò là máy client ha mọi người. Rồi mọi người nhìn kỹ sơ đồ ha, hai máy ha. Máy server 1 là Windows Server 2019 ha, máy PC2 là máy Windows 10 ha mọi người. Rồi, mình bắt đầu nha. Số 1 đi. Là mình cài đặt và cấu hình domain controller. Mình viết không dấu luôn nha. Cài đặt và cấu hình domain controller là cái máy SV1 ha mọi người. Rồi mình mở Hyper-V lên ha. Đây, mình sử dụng máy SV1 ha, revert lại cái. Rồi, do cái bài lab trước á mình chưa có revert ha. Do máy PC2 revert luôn. Rồi, thì mình sẽ tạt hai máy này lên ha mọi người. Start SP1. Rồi, tạt PC2 luôn ha. Rồi, mình mở server 1 lên ha, SP1. Log on. Rồi, tiếp theo mình mở máy PC2 lên ha. Máy này Windows 10. Rồi, coi như ha. Kéo đây đi cho nó dễ ha. Rồi, hai máy nha mọi người. Rồi, mình dùng máy này mình kiểm tra coi. Bình ha. SV1. Rồi, đúng 211 ha mọi người. Rồi, tạm thời chưa sử dụng máy PC2 ha, mình tắt luôn chứ. Rồi. Rồi, đây mình đặt IP nha mọi người. Rồi, kiểm tra lại IP tí ha. 192.168.254.21 đúng rồi ha. Này thì mình sẽ refer DNS về máy này luôn nha. Nhà máy domain controller đóng vai trò DNS server luôn ha mọi người. Rồi ok nha. Ok. Rồi. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành cài đặt và cấu hình primary domain controller ha mọi người.
Rồi mình mở Server Manager lên ha. Rồi chúng ta chọn Add-on và Feature ha. À, chúng ta chọn đây cũng được ha. Rồi Add-on và Feature. Rồi, cửa sổ Before You Begin Net ha. Rồi, Runbay ha mọi người, Net. Rồi, chọn đúng server ha, SV1 ha, 211. Ok, Net. Rồi, ở cửa sổ Server On ha, chúng ta đánh dấu chọn là Active Directory Domain Service nha mọi người. Rồi, hỏi chúng ta có add feature không ha, chọn add luôn ha. Rồi tiếp theo chúng ta chọn next nha, tiếp tục. Rồi chọn next tiếp theo luôn ha. Rồi next tiếp. Rồi chúng ta chọn Eton. Rồi ngồi chờ chút ha, chờ cho các bước nó tiến hành ha. Rồi sau khi cái install success ha mọi người, rồi chúng ta tiến hành nâng cấp DC ha, remote disk server nè, to cái domain controller ha, bấm vô. Rồi ở đây chúng ta chọn add new forest ha mọi người, cái forest đầu tiên ha. Rồi root domain ha, net. Rồi. Ở đây chúng ta gặp bắt quạt để restore mod ha. Rồi, net. Rồi, cửa sổ DNS option chúng ta tiếp tục chọn net ha. Rồi, net BIOS domain name. Rồi, tiếp tục chọn net. Rồi, đây là đường dẫn của database ha mọi người. Rồi, c.windows.ntds ha. Rồi, tiếp tục net. Cửa sổ review option chúng ta chọn net luôn ha. Đây mình cố gắng làm từ từ ha mọi người. Đây kiểm tra lại ha. Ok, net.
Rồi, chờ chút ha, để nó kiểm tra. Rồi, mấy cái vàng vàng thì này là cảnh báo rồi ha. Quan trọng là nó báo check successful là được ha. Chúng ta bấm tiến hành install. Rồi chúng ta chờ cho nó đi cài đặt ha. Rồi mọi người chờ một chút ha.
Thôi chờ nó khởi động chút không mọi người. Còn cập nhật một số thành phần ha. Giờ chúng ta chuẩn bị mở PC2 lên ha. Rồi chúng ta kiểm tra lại coi. Rồi trong lúc chờ đợi ha, chúng ta cấu hình IP cho PC2 ha mọi người. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ refer DNS về máy SP1 ha, máy domain controller ha. Ở đây chúng ta sẽ refer DNS về 192.168.254.21 ha. Đây, refer DNS về máy DC ha mọi người. Ok. Rồi. Wow. Lại hơi bị lâu ha. Rồi, xong rồi đó. Rồi vậy chúng ta đã xong cái bước 1 ha mọi người. Rồi chuyển sang bước 2. Đây, kiểm tra domain controller. Controller. Máy nè, tạo user account. Ha, giờ mình vô bước 2 ha. Rồi, thu nhỏ xuống, lock on. Đây, mọi người thấy ha. Nét đó anh em nè. Thì lần đầu tiên nâng cấp DC ha, nó hơi lâu ha mọi người. Rồi, sau khi log on ha, chúng ta tiến hành kiểm tra lại chỉnh lại refer DNS chút xíu ha. Rồi, đây mình sử dụng comment cho nó là nhanh ha. Ok. Rồi. Rồi chúng ta refer DNS về chỉnh lại ha. 168.254.211. Rồi, ok. Rồi, đóng lại ha. Chúng ta kiểm tra DNS server cái nha. Tool DNS. Rồi. Rồi. Giờ đây chúng ta sẽ tạo một cái revert lookup zone ha mọi người. Khi DC thì nó đã tạo cái forward lookup zone rồi. Giờ mình sẽ tạo revert.
lớp cúp John ha. Rồi phải chọn New John. Next ha. Primary ha mọi người. Ok. Next. 192.168.254. Ok, next ha. Rồi cho phép skill update. Next. Rồi. CMD ha. IP config register DNS. Rồi. Chúng ta tạo revert lookup join ha, bấm F5 reset lại. Rồi. Rồi chúng ta là có được cái pointer nè. Rồi. Chúng ta đóng DNS server lại ha. Rồi kiểm tra nha mọi người. CMD. Mọi người gõ NS lookup nè. Rồi. Default server ha. Server 1.vietcloud.vn là IP ha. Chúng ta revert, chúng ta kiểm tra IP nè. Đó. Rồi chúng ta gọi SV1 ha. Đó. Điều phân giải tốt ha mọi người, từ tên sang IP, từ IP sang tên ha. Ok. Rồi giờ tiếp tục chúng ta sẽ tiến hành tạo user ha mọi người. Rồi ở đây chúng ta chọn stone ha. T directory user and computer ha. Rồi cái cửa sổ này ha. Quản lý cửa sổ quản lý user ha mọi người. Rồi chúng ta có thể dùng ở cái comment cũng được ha. Đây. dsa.msc. Rồi, mình hướng dẫn mọi người hai cách ha. Rồi, ở đây mình sẽ tạo một cái OU ha mọi người. New. Organization unit ha. Ở đây mình đặt là Sài Gòn. Đúng không? Rồi ok. Thì tương tự mình có nhiều chi nhánh như Hà Nội hay Đà Nẵng vậy ha. Mình tạo một cái chi nhánh, một cái OU ha. Cho nó dễ quản lý. Rồi mình sẽ tạo ví dụ hai user ha. Rồi phải chuột new user U1 gốc con em nè, U1. Thì sau này là mình xây dựng mail server á, cũng là địa chỉ luôn ha mọi người. U1amoc.vietcloud.vn ha. Rồi chúng ta tiếp tục nét. Ở đây là password đó, cho chúng ta chưa có chỉnh policy ha. Thì default phải là password phức tạp ha. Ok. Next. Rồi. Rồi tiếp tục tạo U2 ha mọi người. U2. U2 next. Rồi bắt gọt never hết hạn hoa next. Rồi vậy là mình đã hướng dẫn mọi người tạo xong user ha. Rồi bước tiếp theo
Nói hỏi nó khô cổ là tiến hành join join my client ha, join my client vào domain. Rồi. Rồi cái máy PC2 nè ha mọi người, ở đây server ha, chúng ta đóng cho nó dễ nhé. Này PC2 rồi. Do nãy lúc nãy trong lúc chờ đợi ha, mình đã refer DNS về server rồi nha. Này trong lúc chờ đợi rồi, giờ mình sẽ kiểm tra lại cho nó chắc ăn nè. CMD ha, ta gọi NS lookup. Rồi rõ ràng nha, phân giải được server ha mọi người. Rồi ta tiến hành join domain chắc ăn nhất. Này chúng ta change setting, ta change ha domain recall.vn. ok rồi, username là u1 ha mọi người. Ok rồi, welcome domain. Ok, sau khi khởi động lại ha. Restart now. Rồi, sau khi khởi động nó lại, mình tiến hành đăng nhập nha mọi người. U1. Rồi ở đây mình gọi U1 ha. Password. Ok nè, sign into Vietcloud ha mọi người. Rồi mọi người chờ chút ha, cho nó đi tạo profile user. Rồi mình đã đăng nhập U1 thành công ha mọi người. Đây U1 ha. Rồi giờ mình tiến hành đăng nhập U2. Order user nha, U2. Thử coi ok không. Ok. Rồi đăng nhập thành công hả mọi người. Rồi bước số 4, mình sẽ cấu hình cái password policy ha. Policy như lộn này, nghĩa là bắt cấu hình policy cho domain đó. À coi như là user họ đăng nhập họ đổi password phức tạp quá họ không chịu ha, muốn mất gọt mức độ vừa phải thôi, đơn giản thôi ha. Rồi mình sẽ tiến hành qua máy domain thôi mọi người. Rồi chúng ta đóng cái này lại đi. Rồi chúng ta vào server tool ha. Tool Group Policy Management ha. Rồi chờ chút, phóng to lớn lớn chút đi. Forest nè, domain, vung cái domain của mình ra ha. Rồi phải chuột cái default domain policy nè. Đây cái policy mặc định ha, chọn edit.
chúng ta vào cái mục computer configure ha, policy, để mình nhớ cái lâu nó quên, security setting, Windows setting, security setting, account policy, có một password policy ha. Thì ở đây minimum password length thôi, mình để nó không luôn đi, thôi cho 3 đi. Ok, ví dụ ha mọi người, rồi nó yêu cầu password phức tạp nè, đây chúng ta chọn disable đi. Ok chưa? Rồi mình chỉnh hai cái này thôi ha, chiều dài password là tối thiểu là 3 đi. Rồi có yêu cầu có phức tạp hay không? Không ha. Rồi chúng ta đóng cái sổ lại, đóng lại luôn. Rồi chúng ta chạy lệnh gb update sigfox ha mọi người, gb update sigfox. Rồi giờ chúng ta sẽ tiến hành đổi thử password cho user ha. Rồi vào tool user and computer ha mọi người. Rồi u 1 mình tiến hành reset password 123 ha. Ok, rồi password kho u 1 đã được thay đổi ha. Rồi giờ mình qua máy PC2 ha, mình sign out ha, mình đăng nhập lại ha mọi người. Đây u 1 password là 123. Rồi ok ha mọi người. Rồi hôm nay mình đã hướng dẫn mọi người cái bài số 6 ha, cài đặt domain controller. Rồi bài lab mình xin dừng ở đây ha. Rồi, hẹn gặp mọi người vào bài lab tiếp theo. Rồi mọi người nhớ đăng ký kênh mình ha, bấm cái chuông á, quan trọng là cái chuông á, để mình ra cái clip mới là mọi người coi liền ha. Rồi xin chào mọi người.